Dạ, xin được kính chào quý vị cùng quay trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, đây là những hình ảnh đến từ bãi rác Hòn Ngang thuộc xã Diên Sơn, Diên Khánh của tỉnh Khánh Hòa. Và nơi đây thì cách khu vực đất sét khoảng 14 cây số thưa quý vị. Và nơi đây được gọi là bãi rác Hòn Ngang, nằm bên cạnh một cái nghĩa trang Hòn Sạn. Và kính thưa quý vị, ở nơi này thì đang tập trung khá nhiều những cô chú anh chị vất vả mưu sinh với một cái đống rác thải phải nói là chất cao như núi, và cuộc sống của họ thì luôn luôn gặp nhiều khó khăn và khổ. Hầu hết đó là những người có tuổi, những người cao tuổi, và ở đâu đó thì những bạn thanh niên trai gái đều tuổi đời còn rất trẻ khi đến đây mưu sinh, và ở đâu đó thì họ cũng là những người ở trong tỉnh Khánh Hòa hoặc là những người ở những tỉnh thành lân cận khi mưu sinh và lập nghiệp tại thành phố Nha Trang. Và vị trí của họ thì ở trọ cách đây khoảng 30 cây số. Tuy nhiên vẫn còn có rất nhiều những cô chú anh chị không tiền ở trọ, không tiền thuê nhà, không tiền ăn và không có phương tiện, cho nên họ lựa chọn cắm trại ngay tại khu vực này. Và những ngày trời mưa, trời gió, trời nắng thì điều kiện thời tiết luôn luôn gây nhiều cản trở và khó khăn trong công việc của mấy anh chị ở đây. Và để tìm hiểu rõ hơn, xin mời quý vị hãy cùng nghe những lời tâm sự của những bà con sinh sống và làm việc quanh nơi đây để thấu hiểu được cuộc sống của họ, nỗi khổ của họ ra sao và họ cần giúp đỡ những gì. Và xin mời quý vị hãy cùng đi với em và thực hiện video này. Nói chung là cô thì thật sự nói là hoàn cảnh cô là quá rất khổ luôn. Cô mới biết nắm cái chào được hồi cái năm cô mới có 4 tuổi đến giờ ngày nay cô 6 mấy tuổi. Cô quá khổ luôn. Nói chung hoàn cảnh ở đây là bà cô cũng rất khổ, khổ quá lắm nữa. Nhưng mà nghe mạnh thường quân rồi mà lên cho chút quà rất là mừng, mừng ghê lắm nữa. Nó như cô thì cô làm đêm, cô mới làm ngày. Đó, và ngày là những người có một số làm ngày, một số làm đêm. Đó, thì hoàn cảnh của cô là khó khăn lắm. Cô có một đứa cháu nữa, cha mẹ chết để là cô nuôi nữa, khổ lắm. Đó, nhưng mà cô có nghe mà lên ở dưới nhà mà cô nghe mà mạnh thường quân đồ mà nói lên đây cho quà là thôi cô xuất sắc lắm, chỉ làm đêm mới làm á, giờ ống quần áo cao thấp là đặt chạy lên liền để làm đêm luôn. Đó, nói chung ra nếu mà ai mà giúp được cái mạnh thường quân á, là giúp bà con bà rác này cô rất là quý, cô rất là mừng, cô rất là yêu thương những người bà rác này. Mi đến cái bà rác này á, là thấy bà con cảnh khổ của bà con như vậy á, cô rất mừng. Ở đây luôn đó. Cô có đứa con gái mà nó có chồng hai con rồi, nó muốn nhà trọ, cô thì không có xe cộ, cô phải ở đây, cô ở đây luôn á đó. Đó, cô cứ chạy cô sập cô má hư chi lên cô ở luôn, cô ở xe cộ cô có, phương tiện có đó, cô ở luôn đây đó. Như cái đây là cái nhà của cô luôn á, cô không có tiền mướn nhà trọ á, cô ở đây luôn. Xong rồi chú
tôi cũng đi kèo làm đây ngày kiếm cũng 70-80 mà đủ sống qua ngày đó chứ không. Giờ cũng khổ như mà. Chú có bệnh? Bệnh thở ra khỏi à? Chú nói thì cũng cầu cầu một với con. Cô làm cũng mấy năm rồi, bây giờ từ cái năm ngoái tới năm nay bệnh miết không có đi được, ăn cũng được, bệnh dữ dằn luôn rồi, nằm viện nằm đồ, rồi ai cho gì mấy chị ở đây nè nhắn gì lên lãnh gì được đỡ ngày nào hay ngày đó, chừng nào khỉ mới đi làm lại, bệnh quá không có làm nổi. Chào mấy chị em, khỏe luôn chưa? Khỏe chưa, vô à, cô em này đi học lại chưa? Chuẩn bị đi học không hay là nghỉ luôn rồi? Cho mình xin lại cái danh sách nha. 57 người. Bữa giờ tình hình bà con ở đây khỏe không? Khỏe chứ. Mưa gió này sao bữa giờ Nha Trang có mưa rồi? Chỉ có mình em không khỏe thôi. Bị sao đó, bị sao mà gãy cái giò rồi? Tay này thì xe em để tung vô gãy chân. Gãy hai cái xương. Xui ha. Dạ. Rồi có làm không? Bữa giờ có làm không? Trời ơi, trên đi sao ra không ra đụng xương dưới đất mà. Lành nằm ở trên đây luôn hay là về nhà? Nói chung là em nằm như mới về bệnh viện thì về nhà. Nhà vô, nằm vô nha. Ồ. Lên đây. Giờ lên đây. Cố gắng nha. Rồi hôm nay tình hình ở đây làm sao rồi so với bà con ở dưới kia? Bà con dưới làng nè. Dưới làng đây không? Bữa nghe nói gì nước chảy xuống rồi mùi hôi gì đó. Chưa cũng nói chung là cũng chưa nghe nói gì hết á. Em cũng chưa nghe nói lại. Cũng bình thường thôi đúng cũng không? Bình thường. Cũng cứ để cứ làm đi chứ chừng nào. Hên xui đến đâu hay đến đó ha. Dạ đến đâu hay đến đó chứ giờ biết sao. Nói chung là ổng là cứ lên cấm cấm vậy thôi. Cũng lên cấm đâu nhá. Tới mình cấm làm phép đồ á. Dạ. Chứ còn Vinh thì sẽ nước thải xuống thì Vinh phải kiện thôi chứ. Bây giờ có ai trúng mánh rồi gì không? Trúng mánh gì đâu. Bây giờ không, mình đã trúng á. Em trúng à. Em trúng nặng luôn á. Rác ở đây là từ đâu chở lên ha? Ở dưới thành á. Dưới chợ thành chở lên. Còn rác ở Nha Trang? Nha Trang là từ dưới chợ thành mình dưới xuống. Mình xứ dơ đèo ra cái chỗ đèo rì á. À, rác Nha Trang là đèo rì vẫn có xử lý rác ở đó ha? Nhưng mà nó có hầm. Nó có máy xay. Nhưng mà bây giờ là không cho người làm ở đó nữa. Có cái máy nghiền nha đúng không? Không. Ép hầm cái hầm chứ ra da bà kêu mấy xây chuông chịu mấy hỉ nó rồi nó, cái đây là nói chung là cái nhà máy xử lý ra nó có nó làm một cái hầm xong nó chế xuống rồi đây mới ủi nó lăn qua lăn lại đè xuống cái đó một hầm đã là 20 năm hồi lúc tụi em làm ở người đó là mấy ổng nói vậy một hầm vậy 20 năm ồ vậy á
một cái hầm nó rộng lắm mà đầu nó ép xuống, nó lấy cái bóng nó lăn lên xong đồ hết cái phần đó rồi đầu nó lấy cái bóng lăn lên không ép xuống gì á. Lúc tụi em ở ngoài đó em biết mà. Trong cái băng mà mấy anh tài xế xe rác là biết anh Minh. Anh Minh ở xóm Hà Thanh á. Anh Minh là hay chăm sóc hay lo cho mấy ngôi mộ. Đúng rồi. Anh Minh ở hồi đó tại đồ á. Là gì mấy cái đó á, con nuôi á. Minh Tàng ha. Chứ Tết này anh vậy rằm chứ là Tết anh chăm sóc mấy cái mộ gom. Đúng rồi, tội hả lắm. Ông Sơn mấy cái mộ từ thiện để ông làm hết. Địa tạng đi đồ là anh làm hết. Đúng rồi. Bắt đèn bắt đồ anh làm hết. Ông Sơn địa tạng, ông tội cái anh giỏi. Nhưng mà giờ cho em hỏi bữa giờ anh gặp Sơn Minh Tệ chưa? Chia sẻ cho em nghe chút cái tụi em đâu được gặp đâu. Dễ gì gặp được. Vậy hả, anh cũng chưa gặp luôn hả? Dễ gì gặp được, từ từ gặp. Vậy mà thấy anh quay trực tiếp biết tụi nó anh được gặp rồi chứ. Rồi chúc mời ra kia nha. Rồi. Chào mấy cô mấy chị. Cho em hỏi thăm sao dạo này mấy cái trò mình nó te tu hết rồi. Gió bạc nó mục. Bạc mục là gió rồi mưa te tu hết rồi ha. Có chỗ đâu ngồi. Không có lượm được bạc nguyên. Không có lượm được những cái bạc mới ha. Bạc mới sao ấy, lượm bạc cũ mình vô mình ấy rép vô mình làm. Mùa nắng chứ còn mùa mưa ngồi. Còn bạc mới cái chỉ ra chợ mình lượm thôi mà tiền đâu mình ra chợ lượm. Là ngồi không được rồi. Chỉ ngồi chi nắng thôi. Dạ. Như mấy áo dù nàng ta luyện xong mình lượm vô mình kết lại mình. Mấy áo dù tôi mua bị. Nãy thấy quay cô chị ăn bánh này là bánh này ở đâu đây? Bánh lượm chứ đâu. Bánh lượm luôn. Lượm ăn. Mình ăn gì là mình có ảnh hưởng sức khỏe không? Dạ ảnh hưởng giờ đối với em phải ăn chứ. Không lượm ăn thiệt rồi chứ. Lượm nè. Ăn có bị gì đâu. Ăn gì đâu. Ăn hoài đúng không? Ăn miết. Vì táo mới bị giờ chui gì. Nhiều khi có lượm được thịt như rồi nấu cho chó ăn đúng không? Cá. Thì nấu cho chó ăn gì có. Sao sẹo người ăn nó người ăn mẹ chó ăn bà ăn ăn khác ta ăn nhưng mà người có ăn luôn hả? Có luôn là lụm ở đây lụm xe rác đổ xuống rau đồ á. Ồ vậy sao hàng siêu thị á, hàng siêu thị á đổ micho đổ á. Dạ dạ nó làm cái micho mẹ. Nhà hàng gì quên hả cái gì hàng này chưa tổ thanh không biết nay có xị nào chưa? Chưa nay có chưa xị nào vô người à? Chưa còn tỉnh queo không thấy ạ. À. Còn tỉnh queo ha. Cậu Thanh nay mấy mươi rồi? Bảy mấy à? Chắc năm mấy cho mấy? Năm lăm. Ông ăn gian không à? Sáu. Ông ăn gian cho cố. Hôm nay có bà con nào mới không? Hay là vẫn những bà con đây thôi? Có mới nào? Có ai lên đây? Có ai lên đây cắm trại luôn không? Không có ai cắm đâu. Có ai lên đây thêm á? Ồ. Rồi chút nữa mời ra kia luôn nha. Dạ. Đây là lon ha. Bò quá. Chờ xe tải xe rác qua cán dẹp cho nó đỡ tốn diện tích ha. Cán người ta mới mua. Cán mới mua. Dạ. Ồ. Rồi mời mấy bà con mình di chuyển lên trên chỗ tập trung luôn nha. Dạ. Chào em. Sáng giờ mệt không? Mệt rồi. Sáng giờ lượm được cái gì chưa? Rồi lượm được không à em ơi. Dạ. Rồi mời mấy cô mấy chú anh chị. Này cái luống rồi muốn nhìn tươi xanh quá ha. Này rau muống nhìn tươi xanh luôn. Rồi con gái lên lãnh quà nha. Đây mấy cái chòi thấy tê tua tơi tả hết rồi thưa quý vị. Cái này là chặt sắt ra lấy đồng ha. Lấy đồng. Đồng hôm nay nhiêu một ký? Trăm mấy á. Là tùy theo loại chứ đúng không? À, cái loại đó. Đồng dụng thì khác mà đồng đồng đốt nó khác. Đồng gọt nó khác. Trăng. Còn đồng mà trong mấy cái dây điện mà dây cáp người ta dư người ta dụng ra thì giá sao? Cũng vậy luôn ha. Chủ yếu nó công việc đốt đó, đốt với gọt á. À. Rồi đồng mới đồng đốt á. Công việc cái đó thôi, đồng cũ
đông dọn dụng. Bây giờ mình rác hả? Đây có xe rác lên. Năm mươi bảy phần quà thưa quý vị. Rồi con chào bà con nghe. Xin phép thưa chuyện với bà con là hôm nay bà ngoại sáu ở xã Ninh An, thôn Ninh Ích. Bà ngoại sáu thì ở Seattle nước Mỹ á, 80 mấy tuổi rồi, có về Việt Nam chơi và có những cái clip về bãi rác á thì ngoại sáu coi rất là kỹ và rất là thương bà con. Hôm nay thì chia sẻ đến bà con là 57 phần quà từ ngoại sáu, gồm 10 kg gạo, một thùng mì, một chai mắm và một chai xì dầu. Đáng lý là sẽ có nhiều hơn nhưng mà con đã chia sẻ ra ở bên bãi rác Phú Hữu nữa. Cho nên là tổng cộng là 80 phần, 57 bên này và 27 bên kia, 23 bên kia nha. Rồi bây giờ là mời 57 bà con ở đây lắng tai nghe tên của mình nha. Dạ. Con xin phép đầu tiên mời cô Ba. Cô Ba, là chính xác cô Ba luôn không ạ? Chính xác chứ, không chính xác thì cô Bốn cũng được con ạ. Dạ, mời cô Ba. Dạ. Rồi cô Ba cảm ơn. Ai mới nói quên. Dạ, ngoại sáu. À, cô Ba cảm ơn ngoại sáu rất nhiều. Chúc ngoại sáu mạnh giỏi, cho nhiều. Dạ, cảm ơn cô Ba. Dạ. Xin mời cô Ba. Rồi, có luôn anh. À, nhớ số báo danh luôn ha. Rồi, ok. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn ngoại sáu nha. Cảm ơn ngoại sáu nha anh. Xin mời chú Lượm ạ. Rồi chúc chú Lượm nhiều sức khỏe. Rồi cảm ơn quầy sáu rất là nhiều. Dạ. Xin mời cô Đào. Cảm ơn cô sáu. Dạ. Dạ xin mời Dương ạ. Bà con mình mở khẩu trang ra cho quầy nhìn mặt luôn nha. Dạ, liền khẩu trang luôn. Chú Bi Sụi. Chú Bi Sụi đâu cô? Dạ, thay mặt quả sáu chúc chú Bi Sụi nhiều sức khỏe nha. Dạ, cô gái. Đây là cô gái ha. Rồi, chúc cô gái nhiều sức khỏe. Cảm ơn quả sáu rất nhiều. Dạ. Xin mời bé mèo. Rồi cảm ơn bé mèo. Xin mời Đen ạ. Đen. Anh Đen đâu chị? Anh Đen đó. Đen là anh hả chị? Đen là ai cô? Thằng là nó làm khác bên á. Dạ, sao ảnh về vậy? Sao ở lại đây nhận quà? Nó mới chị nó có chuyện. Dạ. À, cảm ơn quẻ sống nhiều. Số 10 là xin mời chú Dũng. Chú Dũng là đây là của chú Dũng. Con của chú Dũng hả? Rồi chú gia đình sức khỏe nha. Con Út. Cảm ơn. Dạ rồi chú gia đình của Út sức khỏe nha. Cô Dung. Cảm ơn bạn lại. Dạ. Xin mời chị Hà. Đây là chị Hà luôn quá hả? Dạ. Xin mời anh Tèo. Chị vô lấy quà đi chị, bé nó nhỏ sao nó bò được chị. Đây là gì của anh Tèo hả? Cháu ngoại. Dạ, 15 là cu Vi. Rồi khi nào sanh? Còn tháng nữa. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ xin mời Toàn.
Thôi cho mấy đứa nhỏ ra ngoài đi mấy cô ơi. Dạ. Cô là gì của anh Toàn con? Không mà cô là gì của anh Toàn? Mẹ anh Toàn. Mẹ ha. À, về chở cháu. Dạ dạ. Mời dì Chính. Cô hồi nãy là mẹ vợ của anh Toàn hả? Đây là dì Chính ha. Dạ. Xin mời bé Hiệp. À, đi tao lấy khẩu trang ra rồi. Cảm ơn Hoài Sáu. Nhiều chúc Hoài Sáu mạnh khỏe. Dạ, xin mời bé Tòi. Rồi, chúc nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn Hoài Sáu. Dạ. Xin mời anh Gió. Anh Gió, Gió. Anh Gió là anh Phong à, dạ. Ủa, con là Phong hả? Con bao nhiêu tuổi rồi? Có lên lớp không hay là chuẩn bị đi học không? Cố gắng đi học nha con. Làm này không có tương lai. Cố gắng nha. Rồi xin mời bé Thúy. Bé Thúy là bị gãy giò hả? Rồi lãnh giùm bé Thúy. Rồi xin mời Trang. Rồi chúc nhiều sức khỏe luôn. Dạ xin mời Minh ạ. Chị là gì của Minh? Dạ. Chị là gì của Minh? Bữa sau nếu như mà những người mà con gọi tên không có danh sách là con sẽ giữ lại phần quà nha, con mang về đó. Không có, ổng đi làm gì mệt đó, không kêu con lại. Dạ không, bữa sau nếu mà con xin phép nói thẳng luôn. Những người mà con gọi tên không có là con đem những phần quà đó về lại nha. Đúng rồi á. Dạ. Xin mời chú Ngọc. Dạ có. Lãnh giùm luôn. Hai cái đem lấy cửa nè, cửa 2 giờ. Hai nữa, 2 giờ. Còn thân thì xin dân bệnh lên nữa nổi. Dạ rồi, chúc nhiều sức khỏe. Dạ. Xin mời Phi ạ. Phi à. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Cảm ơn quà sáu nha. Xin mời chú Nhật. Chú Nhật, ổng đang luôn. Ổng tấn tay à. Đây chú một tay. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ xin mời chú Bi Trúc. Đây là gì của chú Bi Trúc? Lãnh giùm. Rồi chú đâu rồi? Ờ. Đi hết nổi rồi. Đó là chú Bi Ho hả? Ờ. Như chú Bi Ho có một người em rất là giống ở bên Liên Thành, ngã ba nhà máy sợi. Đúng không? Ông có một người em nữa, ông chú gì ở bên thôn Liên Thành đó, ngã ba nhà máy sợi đó. Có một người em này gái thôi. Vậy đó hả? Ở đây có ai biết bà con bên thôn Liên Thành không? Ông đó cũng nhỏ nhỏ con thôi. Rồi tặng quà. Rồi cảm ơn nhiều. Ở đây có bà con nào ở thôn Liên Thành không? Không. Có, nhưng mà có bà con là người nhà, người thân gì không? Dạ không luôn, dạ. Rồi xin mời lực sĩ Lý Đức. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ bà con cái gì nghía lại cái màn hình, cảm ơn quả sáu nghe, để quả sáu nhìn mặt nghe. Dạ xin mời Kiệt ạ. Kiệt ạ, xin mời Kiệt. Kiệt, Kiệt, ai lô lạnh Kiệt. Dạ Kiệt đâu rồi ạ? Dạ rồi chúc anh Kiệt nhiều sức khỏe nha. Anh là lãnh giùm hay là anh là Kiệt? Lãnh giùm cho Kiệt á. Dạ lãnh giùm. Xin mời Trung ạ. Trung là số 30. Là ảnh luôn đó hả?
Chị là chung hay là nhận giùm chị? Dạ. Bà con mình lưu ý nha, bữa sau tên mà con gọi không có là con sẽ thu hồi về đó. Dạ. Xin mời cô Bảy ạ. À, vậy là chồng ông xã bị tai biến rồi. Rồi cậu Thanh nhận giùm ha. Dạ xin mời Bụng. Là cô Bụng bệnh luôn. Dạ. Rồi chúc cô Bụng nhiều sức khỏe nha. Dạ anh Cu Nhỏ. Ở đây cô bộ là đi nguyên một giây đó ha. À, những cái tên nào mà gần gần nhau là hầu như là trong gia đình luôn hay là họ hàng gì đó. Rồi chúc nhiều sức khỏe. Rồi mời cậu Thanh. Rồi có dạy cậu tiếng Anh nào không? Chưa có xài. Chưa có xài ha. Xài để quên sự đời hay là thích uống thôi? Thích uống. Thích uống rồi ha. Rồi chúc cậu Thanh nhiều sức khỏe. Mời cậu Hùng. Chị là gì của cậu Hùng? Ở gần lãnh giùm. Ở gần lãnh giùm. Dạ nhắn cậu Hùng giùm em nha. Bữa sau mà không thấy là có thể em thu hồi về. Dạ xin mời gái mèo. Đây luôn. Cảm ơn bạn Sáu. Dạ. Xin mời Trúc Hùng ạ. À. Dạ rồi chúc nhiều sức khỏe. Chị là Trúc Hùng hay là cái gì của Trúc? À chị là tên Trúc. À dạ. Em cứ tưởng là đàn ông. Dạ xin mời anh Hùng. Là con đó hả? Dạ con là giùm cho Dượng con. Ồ Dượng. Rồi chúc Dượng con nhiều sức khỏe nha. Xin mời Trúc Quyên. Nguyên còn nguyên vẹn luôn á. Mà cảm ơn bà quà sống. Dạ. Xin mời cô Lượm. Cô Lượm giùm đâu kìa. Lãnh giùm cho cô Lượm nha. Tại cô Lượm nó kéo chưa rét á. À nó đi nó hốt chưa về kịp á. Dạ xin mời Phượng. Ủa? Lãnh giùm luôn á. Đúng rồi, còn số ta anh 8, chú 8 gì đó nữa. Cô 8. Em có xe đi. Không có xe đi. Mới vừa về xong béo luôn. Dạ. Cái này em báo trước từ sáng rồi mà. Từ sáng không biết. Dạ. Xin mời cọ. Dạ cái trò bên kia có phải của cô Phần không ạ? À? Rồi cô Phần. Là đúng rồi, cô Phần là biết tên cho nên là ấy. Lãnh giùm cô Phần ha. Rồi chúc cô Phần mau hết bệnh nha. Dạ. Xin mời Quán ạ. À. Vậy lần nữa con kiếm ơn cô Sáu. Dạ rồi. Mời bé Tư. Quả Sáu 80 mấy tuổi rồi. Quả Sáu vui tính lắm. Dạ xin mời cô Lùng. Là cô luôn đó hả? Đây chính gốc luôn nha, chính chủ á. Chiều có xuống không gì? Chiều xuống không? Xuống. À. À, cảm ơn quà Sáu nhiều. Quà Sáu. À, cảm ơn rất khỏe nhiều. Ở bên đó Mạnh Giỏi. Với Mạnh Giỏi thì nhiều gửi cho chắc con chắc cháu đây được ạ. À. Dạ, cô Lùng, con hỏi thăm xíu cô Lùng. Có một người giống cô mà buổi chiều tối hay đẩy mấy đứa nhỏ đi lụm nhôm nhựa á. Cũng vòng vòng ba rừng á. Chỉ là dưới Mùa Thanh đó là của cô Lùng đứng đầu xuống bãi rác với Mùa Thanh là gặp mặt rồi. Thế, buổi tối thì tên đó bên sáng trên đây.
giúp người thân, bảy rất người thân này gặp à. À, còn buổi sáng đây đây buổi chiều tại còn cái một cô nào mà chiều hay đẩy mấy đứa nhỏ đi giống y chang luôn. Cái bà đó bà ốm này, cái cô bà đó bà ốm đâu mà. Ốm hơn đúng không? Cô bà đây béo phì rồi. Dạ xin mời chú Thân. Rồi lãnh giùm chú Thân ha. Rồi chúc chú Thân mau hết bệnh. Rồi chúc mừng Hằng. Hằng 2 giờ Hằng đi làm thêm không? Đi làm thêm rồi. Chính đáng dạ. Hằng làm thêm à. Ở đây ai cũng phải đi làm thêm. Cảm ơn. Cái tên này không biết là chú hay cô nữa, thiếu ba xị nữa đủ 1 lít. Đây. Đây 7 xị nè. Đây 7 xị. Dạ. Cảm ơn bạn. Rồi chúc nhiều sức khỏe. Rồi. Xin mời MV. MV, MV. Đây, MV nè, vô. Đây con gái bé Thúy mà đúng không? Lãnh giùm MV á. Kia có phần rồi kìa. Đi phụ hồ thêm rồi. Không quá, không đủ. Dạ mời chú Bảy. Chú Bảy ra xe ủi. Ai nhận giùm chú Bảy lá xe ủi hả? Ông ơi dọn dẹp coi đây nè. Là chú Bảy lá xe ủi đó đó. Rồi ra công ty rồi. Nhận thấy là nhận thôi Trang Thúy. Lấy giùm Trang Thúy đi mai đưa ổng. Đây nè. Đây nè chị. Chú Bảy ha. Đây chú Bảy. Bé Bồng nhận nha. Dạ mời bé Lan. Cảm ơn anh, cảm ơn quả. Dạ mời bé Sức. Này là xô ha. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Mời chú Hoàng. Là chú ha. Dạ rồi chúc chú nhiều sức khỏe. Cảm ơn quầy xấu nhiều. Mời chúc ạ. Im đi. Thấy chị mặc đồ là chuyên nghiệp nhất ha. Có tập về có ủng rồi. Rồi cảm ơn quầy xấu nhiều sức khỏe. Dạ. Mời chú Hai. Đây chú Hai. Rồi chúc chú Hai nhiều sức khỏe. Chú Hai nay mấy mươi rồi? 75 rồi. Dạ vậy kêu bằng chị Sáu được rồi ha. Dạ cảm ơn mấy cô mấy chị nha, đã tạo điều kiện cho em đến đây để mà xếp quà ra nữa. Cảm ơn rất là nhiều. Thay mặt quà Sáu chúc bà con mình nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Bà con giữ sức khỏe nha. Dạ chị còn điều gì muốn nói với quả Sáu nữa không? Dạ không biết nói không. Dạ giữ sức khỏe là được nha. Chúc bác quả Sáu sức khỏe, đỡ có sức khỏe để trao quà những người bãi rác Hộp Nang nhiều. Dạ rồi, dạ chào chị, cảm ơn chị. Cảm ơn mấy chị em chợ bầu nhiều nha. Cảm ơn anh Tuấn. Rồi chào mấy cô mấy chị nha, chào anh mấy chú. Dạ hẹn gặp lại nha. Giữ sức khỏe là được nha, nhớ là phải đi vô trong cái rác mà đang cháy mang ủng rồi gì vô nha. Nhiều khi mình quên rồi mình mang dép vô là nguy hiểm. Wow đã vậy, chúc mừng nha. À mỗi người được tặng một đôi ủng. Ồ à bao tay nữa. Rồi chúc sức khỏe, chúc may mắn. Đây kính thưa quý vị, thấy cái luống rau muống này tươi xanh quá trời luôn. Rồi chào mấy cô mấy chú nhiều nha. Dạ. Rồi chúc sức khỏe. Này giờ mình chở gì ha? Chở gì à? Cái gì á mày? Dạ kính thưa quý vị, kính thưa ngoại Sáu, hôm nay cảm ơn ngoại rất là nhiều. Những cái phần quà của ngoại đó thì con đã chia ra thành 80 phần quà luôn. À, ngoại chỉ tính 57 thôi. Và ngoại có hỏi là nhiêu đó có đủ không. Thì xin thưa với ngoại, nếu mà làm 57 phần quà thì số tiền dư lại cũng khá là nhiều.
Cho nên con cũng đã cố gắng phân chia ra làm sao để đủ được 80 phần và đầy đủ hết những bà con ở bãi rác này. Cảm ơn ngoại rất là nhiều, mặc dù đã cao tuổi và dành dụm những cái số tiền hưu của mình thì ngoại cũng đã để dành và chia sẻ đến những bà con khó khăn ở quê nhà. Cảm ơn ngoại. Xin được kính chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Đến đây thì cho phép em được kết thúc video. Hẹn gặp lại quý vị ở những clip sau. Chào tạm biệt, trân trọng.